đã giảm xuống còn 20 triệu 6. Và anh chị em mình hôm nay ghé xem xe, em sẽ giảm thêm cho anh chị em mình thêm 1 triệu rưỡi nữa. Đó, đấy, cực kỳ rẻ anh chị em. Cực kỳ bèo luôn. Không có nơi nào mà bán rẻ như bên chỗ em luôn anh chị em. Giảm rồi là 17, còn 17 phải không chị, phải không? Đúng rồi, này giá của con cũ của nó 18.6 này, giảm còn 17.6. Và hôm nay tiếp tục giảm cho anh em mình thêm 1 triệu rưỡi nữa. Con Ad Center màu thì đưa tầm 4 đến 5 triệu là mình vẫn lên được hồ sơ rồi nha anh em. Còn những anh em mình mà đã từng gốc qua ngân hàng rồi, mình sẽ được áp dụng gốc 0 đồng. Nếu như anh em mình đóng tốt ở kỳ trước, nếu gốc xong rồi thì mình ghé gốc cửa hàng thì sẽ được gốc 0 đồng thôi. Vario thì em còn mẫu 150 hết nhá. Đó, máy rất là êm luôn. Đó, chất như đất cất luôn nhá. Màu trắng đi là bao bao sang luôn, bao xinh luôn. Con này Hello, Nguyễn Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy của Hưng Phát nha anh chị các bạn, để tiếp tục cập nhật cho anh chị em lô xe bên cửa hàng nha anh chị. Hôm nay thì từ đây đến 30 tháng 4 thì tất cả những mẫu xe thì đồng loạt giảm 1 triệu rưỡi một chiếc nha. Nếu anh em mình mua trong cái dịp này rất là hời luôn nha anh chị. Và giá cả phải nói là cực kỳ mềm luôn á. Ở đây là còn Vario với lại SH còn khá là nhiều anh chị ơi. Bên ngoài là còn Sekunta với lại Sonic Center nữa nè. Đó anh chị các bạn mình nếu mà có quan tâm dòng xe nào trong video này, mình có thể mình trực tiếp mình liên hệ qua số trên màn hình ha. Cũng như là mình có thể đến địa chỉ là 305 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị. Đó, thì 305 thì đối diện với cửa hàng nha anh chị ha. Ở bên kia lộ rồi. Đó anh em mình có ở xe thì mình có thể đi đến cho nó dễ hơn. Anh em chào chị. Xin chào tất cả anh chị em bà con mình nhé. Hôm nay thì em sẽ báo giá toàn bộ xe bên chỗ cửa hàng xe máy Hưng Phát. Thì bên em thì vẫn có là bán hỗ trợ trả góp qua các ngân hàng và có nhận ship xe ở xa nha anh em mình. Có trao đổi tất cả những dòng xe luôn. Thì cô chú anh chị nào mình quan tâm mẫu nào thì mình ghé ngay trực tiếp tại cửa hàng mình xem xe luôn. Bây giờ em sẽ báo giá cái xe Adventure trước nha anh em. Và thì đây tới 30 tháng 4 là mình nếu mà anh chị mình mua trong dịp này mình còn giảm thêm 1 triệu rưỡi nữa hả chị? À đúng rồi. Thì, em có nghe chị nói. Từ hôm nay tới ngày hết ngày 30 tháng 4 thì tất cả những anh chị em nào mà mình mua bất cứ những dòng xe nào bên cửa hàng xe máy Hưng Phát thì anh chị em mình sẽ được giảm thêm 1 triệu rưỡi đồng nữa, bất cứ xe nào cũng vậy. Đấy anh em. Rồi đây mình bắt đầu mình giới thiệu xe nha các bạn. Đây là anh chị em mình tranh thủ dịp này mình ghé xem nhé. Xe thì nói chung là các dòng xe bên cửa hàng thì cũng có những con là giảm giá rất là nhiều anh chị em. Cũng có những con là giảm giá tới 1 triệu mới từ 1 triệu rưỡi cũng có. Và anh chị em mình tới xem thì em có bớt thêm 1 triệu rưỡi cho anh chị em mình nữa. Đấy anh chị, cái đợt trước là anh chị mình có theo dõi em thì đâu từng rồi vậy vậy. Là có giảm rồi 1 triệu rồi đó anh chị. Và hôm nay thì giảm thêm cho anh em mình nữa. Đấy. Đây con này là Center 2 mẫu 2019 nha anh em. 2019 biển số 38 Hà Tĩnh màu trắng đỏ này. Dạ. Cái là màu trắng đỏ nhá. Đó, con này 2019 thì nói chung là giá cũ của nó là 21.6. Mà em đã giảm xuống còn 20 triệu 6. Yeah. Và anh chị em mình hôm nay ghé xem xe, em sẽ giảm thêm cho anh chị em mình thêm 1 triệu rưỡi nữa. Đó, đấy, cực kỳ rẻ mình. Anh chị em. Anh chị em mình tranh thủ ghé xem nha. Nếu như mà không ghé được thì là anh chị em mình mua online thì em vẫn cứ là bớt cho anh chị em mình 1 triệu rưỡi đồng một chiếc. Dạ, yeah, chẳng hạn như là anh chị mình thấy mình xem lại xe một lần nữa cho nó kỹ á, mình thấy được thì mình có thể cọc xe nha anh chị. Có hàng như anh là chị em mình có thể cọc xe em ship thôi. Rồi, chiếc này thì cực kỳ mềm luôn anh chị em. Và giá đã mềm rồi, em còn giảm thêm nữa thì nó nói là phải nói là bèo luôn hả chị? Cực kỳ bèo luôn. Không có nơi nào bán rẻ như bên chỗ em luôn anh chị em. Giảm rồi là 17 còn 17 phải không chị, phải không? Đúng rồi, này giá của con cũ của nó 18.6 này, giảm còn 17.6. Và hôm nay tiếp tục giảm cho anh em mình thêm 1 triệu rưỡi nữa. Con Ad Center màu trắng đen, mẫu 2017 nha anh em. 17. Đó, máy móc là em bao zin lên cho anh em mình. Đó, anh em mình ở gần thì có thể ghé trực tiếp tại cửa hàng mình test thử xe, test thử máy nhé. Tính ra là chiếc này còn có 16 hả chị hả? Đúng rồi em. 16 triệu anh em. Rồi chiếc kế bên này. Con này mới kinh biển số 94. Con này 25 triệu 8 nha anh em, đăng ký 2020 này. LED bọc hoàng. Con này hiện tại giảm còn nhiêu chị? Con này thì nói chung là giá này thì không giảm nữa. Nhưng cứng hả chị? 25.8 này. Đó là giá cứng rồi đó, giảm 25.8 này. Đi cũng có những con mà giảm thì chị sẽ báo giảm luôn. Còn nào không giảm thì chị sẽ không báo nhé. Đây.
thì vẫn anh em mình tới xem thì em vẫn có bớt thêm 1,5 triệu. Rồi, chiếc okay. kế bên này, con này thì cũng đang giảm đây anh em, 68 Kiên Giang nhá, mẫu này 2022 này, mới chạy có 11.000 cây thôi, xanh bạc, bao đẹp luôn, máy cực kỳ êm nhá, 25,6 triệu là giá cũ và giảm còn 24,6 triệu, ghé xem em còn bớt thêm nữa nha anh em. Rồi, màu sơn còn cũng khá là đẹp nha anh chị, sạch đẹp liền lẹt. X155 biển số 67 An Giang. Chiếc này 32,8 triệu, giảm còn 31,8 này anh em. Màu xanh GP nhá. Đó, con này giảm 1,5 triệu rồi, tới còn bớt thêm nữa nha anh em. Đó, rất là rẻ luôn anh chị em. Nếu như mà anh chị em mình góp thì đưa con này tầm 6-7 triệu là mình có thể lên hồ sơ được rồi. Và anh chị em mình mà nếu như mà ở xa muốn góp á, thì cứ chụp căn cước trước cho em đi, em sẽ test hồ sơ trước cho anh em mình xem luôn. Được rồi. Thì hồ sơ ok, anh chị em mình cứ ghé góp thôi. Đấy, ok nha anh chị, đây mình tới mẫu sa chia nè. Sa chia màu trắng xanh. Cái này biển số 66 của Đồng Tháp nhá. Con này thì vẫn đang giảm cho anh em mình 1 triệu này, 276 giảm còn 26,6 nhá. Nói chung là mỗi con đều giảm 1 triệu cho anh em mình. Đó, con này là ô tô chạy 16.000. Rất rồi, là đẹp luôn. Còn một chiếc một duy nhất sa chia nha anh chị, còn nhiêu là Sonic nè. Sonic thì bên cửa hàng đang còn rất là nhiều luôn nhá, màu xanh, màu đỏ, màu đen đều có hết này, đủ màu luôn. Con này giá đâu nhỉ? Con này biển số 67 An Giang này, 30,6 giảm còn 29,6 nha anh em. 11.000 cây, bao đẹp luôn. Tem sơn 3D nha anh chị. 11.000 cây, cốt trước cốt sau chưa mở nhá. Rồi. Cái màu đen nhám, chiếc đen nhám này biển số 90 Hà Nam, đăng ký 2022. Để anh em mình giá 30,6 triệu 2022 nhá. Rất là đẹp luôn, 8.000 cây. Ồ, chiếc màu vàng này thì biển số đâu nhỉ? 84 nha anh em. 2020 giảm còn 29,6 triệu. 29,6 triệu, màu vàng rất là sáng luôn. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu xem Sonic trước đó chị. Đây còn bên đây một lô nè anh chị ơi. Anh chị bên mình này trong thì còn Sonic rất là nhiều luôn này anh chị. Quá trình quay anh chị mình nếu mà xem chi tiết chưa rõ, mình có thể mà liên hệ qua số trên màn hình để được xem xe chi tiết lại một lần nữa cho nó kỹ nha anh chị ha. Đó, Sonic trắng đỏ Racing còn khá là nhiều nè. Rồi, chiếc trắng đỏ này biển số 67 An Giang này. Chiếc này 318 và vẫn giảm cho anh em mình còn 29,8 nhá. Bên em thì những cái loại xe này thì đều có bảo hành về phần máy cho anh em mình nhá. Nên là anh chị em mình cứ yên tâm. Rồi. Rồi tiếp theo cũng là màu trắng đỏ luôn. Biển số 67 An Giang. Con này 2020 28,6 triệu nhá. 28,6 triệu là em đã báo giá giảm rồi nha anh em. Rồi chiếc kế bên cũng là Sonic đỏ luôn. Con này biển số 68 Kiên Giang, 27,8 triệu. Ô tô chạy 20.000 2020 nhá. Con này 278. Rồi anh em mình nếu mà xem lại chi tiết biển số xe nào thì mình liên hệ nha anh chị. Mình đọc biển số là chị sẽ quay chi tiết cho gửi cho anh chị và mình xem. Sonic biển số 72 Vũng Tàu. Trắng đỏ luôn. Chiếc này 2019 nhau đâu mới chạy 15.000 thôi, xe rất là đẹp luôn anh chị em. Nói chung là người ta cũng ít đi nên là xe còn rất là đẹp nhá. Từ áo tới ốc đều rất là sáng luôn. 276. Rồi. Đây con này tiếp theo là Sonic biển số 81 này. 81 nha anh chị em. 30,6 triệu. Giảm còn 29,6 triệu, đăng ký 2022. Ô tô chạy 11.000. Con này xe rất là cứng luôn nhá anh em. Biển số 81 màu đỏ này. Cứng cừ luôn. Toàn bộ là máy đều zin nha anh em mình, có bảo hành hết luôn. Sonic biển số 62, 27,8 triệu, ô tô chạy 12.000, 2020 nhá. 62 này. Thật đẹp luôn nha anh chị. Đỏ đen, trắng đỏ đen. Rồi. Rồi chiếc này biển số Vũng Tàu luôn, 2020, ô tô chạy 16.000. À 14.000, con này chạy 14.000 nhá, trắng đỏ luôn. Biển Vũng Tàu. Đó, chiếc này để anh em mình giá 278 nhá. Rồi. Những cái mẫu Sonic này anh em mình góp thì đưa tầm 4-5 triệu là mình vẫn lên được hồ sơ rồi nha anh em. Còn những anh em mình mà đã từng góp qua ngân hàng rồi, mình sẽ được áp dụng góp 0 đồng. Nếu như anh em mình đóng tốt ở kỳ trước, nếu góp xong rồi thì mình ghé góp cửa hàng thì sẽ được góp 0 đồng thôi. Đây anh chị, cái đó là ưu đãi cho anh chị các bạn mình khi có mình trả góp qua ngân hàng rồi ha.
Đây mình sẽ xem lôi bên trong nha anh chị, SH này. Đúng rồi, anh chị em mình bất cứ kỳ là góp điện thoại hay là góp tivi, tủ lạnh gì, nếu như mình góp rồi mà mình đóng tốt thì sẽ được góp 0 đồng nhé. Rồi con này là SH biển số 68 của Kiên Giang. 68 nhé, con này 2018 này, mẫu 2018 model chạy thì cũng 33.000 rồi. Nhưng mà máy cực kỳ êm luôn nha anh em. Máy rất là êm và áo liền lạc này. Xe về chỉ có đổ xăng là sử dụng thôi anh em. Mấy cái mẫu mà nói chung là những cái mẫu mà đắt tiền như này thì anh em mình thường là đi, người ta đi rất là kỹ luôn. Nên là mình mua về chỉ có đổ xăng là sử dụng thôi. 59.8. Anh em mình ghé xem xem có bớt thêm nhá. Rồi tiếp theo trắng nè. Rồi chiếc trắng này, trắng đen này cũng biển số 93 Bình Phước này, 2019 nha anh em. 59.6 triệu, mẫu 125. Nếu như anh em mình mà góp thì những cái chiếc này anh em mình có thể là trả trước cho em tầm 20 triệu đi, là mình có thể là lên hồ sơ được rồi nhá. Rồi tiếp tục. Rồi chiếc kế bên là biển số biển số 48 màu đỏ nha. Con này là 150 này anh em, 150 máy em ru luôn, 61.600, mẫu của 2017 nhá. Anh em mình nhìn chiếc xe, nhìn xe này rất là đẹp luôn, liền lạc, áo liền lạc và máy rất là êm luôn. Em có bảo hành sử dụng cho anh em mình là 1 năm luôn nhá. Rồi. Đây có chiếc biển số thành phố này, chạy 28.000 rồi, mẫu 2017 đấy anh em. 59X. Con này thì 59.700, biển số Sài Gòn 125. Anh em nào mình muốn trao đổi xe thì mình cứ chạy xe trực tiếp tới cửa hàng em trao đổi xe nhá. Xe nào em cũng đổi hết anh em, miễn sao có giấy tờ là em đều đổi hết nhá. Con này 86 Bình Thuận. Tháng ABS nha anh em. 2017 61.800. Mình đưa trước 20 là mình có thể là lên hồ sơ rồi. Rồi chiếc kế bên là 150 61G. Này mẫu 2017 ngay chủ ký giấy này, xám xi măng nhá. 60.800. Biển số 61. Rồi, màu khá là đẹp và sang luôn nha anh chị. Tiếp tục là đen nhám nữa nè. Chiếc đen nhám này thì biển số 38 Hà Tĩnh nhá. Xe mới chạy 19.000 thôi. Bao đẹp luôn, 125. Màu đen nhám. Rất là sang ha. Đó. Đó, máy rất là êm luôn anh chị em. Đó, chiếc này em để anh em mình giá là 58.800 nhá. Đen nhám 29.125. Rồi. Đó, chiếc kế bên cũng là đen nhám luôn. Chiếc này biển số 75 Huế này. Con này 2017 nha anh em. 2017 luôn, sẵn đây em test máy cho luôn. Anh chị mình ở xa thì có mạnh dạn liên hệ nha anh chị nha. Cửa hàng có ship xe cho anh chị mình về tới quê nhà mình luôn nha. Đó. Đó, anh em ngại gì cứ coi kênh YouTube của anh Mỹ Mô Tô. Ứng chiếc nào thì cứ chụp màn hình rồi gửi qua Zalo cho em thôi. Em gửi hình ảnh chi tiết, nếu như mà mình ưng thì mình cọc xe em ship xe thôi. Yeah. Còn nếu như mà mình có thời gian thì mình cứ ghé ngay trực tiếp tại cửa hàng mình chọn xe nhá. Con này là 58.800, mẫu 2017 125 đen nhám, biển số 75 Huế. Còn mỗi anh chị em mình có nhu cầu rút hồ sơ thì bên em vẫn hỗ trợ là rút hồ sơ cho anh em mình. Dạ. Yeah. Đấy. Này đời đời cũ nè anh chị, đời thấp nè. Rồi chiếc này là mẫu 2013 màu nâu đen. Nâu đen 2013 biển số Sài Gòn nha anh em, 125. Đó, chiếc này để nghe mình giá yêu thương thôi, 44.600, bao ký giấy nhé, 2013, 125. Đây có em màu đỏ đô, con này biển số 66 Đồng Tháp này, 2015, 44.600. Đó, những cái mẫu SH này thì nói chung là về cửa hàng đặt kiểm tra rất là kỹ càng rồi, từ máy tới nói chung là đều bảo hành cho anh em mình và cam kết là máy êm zin nhé. Nên là anh chị em mình cứ yên tâm. Nếu như mà chưa yên tâm lắm thì anh em mình có thể là đưa thầy thợ tới test trực tiếp tại cửa hàng luôn cho em yên tâm nhé. Dạ, yeah. Đây mình xem từ đây dài ra trước. Còn và chiếc Vario này mới về nè em. Vario nè. Con màu trắng này mới về, phải nói là bao đẹp luôn anh chị em. Máy rất êm, đây xe mới về em test cho anh em bà con mình xem luôn nhé. Vario thì em còn mẫu 150 hết nhé. Đó, máy rất là êm luôn. Đó, chắc như đất cất luôn nhá. Màu trắng đi là bao bao sang luôn, bao xinh luôn. Con này ô tô chạy 30.000 rồi, biển số 71 Bến Tre. Đều sang tên đổi chủ được nếu anh em mình có nhu cầu nhá. Con này thì để anh em mình giá là 36.700 đi, 36.700 nhá, 150 màu trắng. Rồi, anh chị em mình lưu ý là 150 nha anh chị. Đây 150 nữa nè. Rồi 150. Con này 2021 nhá. 2021 biển số 93 Bình Phước. Rồi chiếc này là 37.6 giảm còn 36.6 này,
Con nào giảm em báo giảm nhá. Còn những cái dòng mà mới về á, thì em bán đúng giá luôn, em sẽ không giảm như anh em mình. Đó, còn những dòng trước đó thì em sẽ giảm cho anh em mình 1 triệu đồng một chiếc này. 376 giảm còn 366 150. Rồi tiếp tục. Rồi chiếc màu vàng cam nhá, con này biển số 60 Đồng Nai này. Đăng ký 2020. Mấy con này thì nói chung là máy rất là êm luôn anh chị em. Đó, máy cực kỳ êm luôn, Odo chạy 26.000 nhá. Odo chạy 26.000. Con này em bán là 35.600. Rồi chiếc kế bên là đỏ cam. Đỏ cam này thì biển số 70 Tây Ninh. Con này đăng ký 2020, Odo chạy 18.000. Chất xe gọi là bao đẹp luôn. Máy rất là êm nhá. Con này để anh em mình giá 36.600. Rồi, tiếp tục. Rồi chiếc là màu vàng cát này, con biển số 83 Sóc Trăng. Rồi, Odo chạy 31.000 nha, mẫu 2019 này. Đây em test thử máy luôn nhá. Vàng cát cũng một thời hot nha anh chị. Đó. Đó, Odo chạy 30.000. Đó, máy rất là êm luôn anh chị em. Lốp thì còn gai gió rất là nhiều nhá, còn rất là dày luôn. Đó, máy móc em có bảo hành cho anh em mình hết. Đó là những cái dòng Vario 150. Đó, anh em nào mà mình ghé góp thì mình cứ ghé trực tiếp tại cửa hàng mình làm giấy tờ thủ tục góp thôi. Ngoài ra thì còn mẫu SH Mo. Con Mo này biển số 61S nha anh em. Con này đầy cao nè. 2021. Chạy 8.000 rồi. Đề nhẹ là nổ thôi. 8.000 cây. 8.000 cây nhá. À, con này ABS này. ABS nha anh em. Ốc tán anh chị em mình nhìn kìa. Còn trắng tươi luôn. Đó, chiếc này để nghe mình giá là 54.700. Rồi chiếc kế bên thì chạy 6.000 cây anh em. 6.000 cây. Rồi con này biển số 62 Long An. Để nghe mình giá là 55.800. Thắng ABS luôn. Xe đẹp từ đầu đến chân luôn nhá. Zin từ A đến Z luôn này. Chưa hề đụng chạm tới ốc tán hay là cái phần áo và máy này. Đó, đều còn nguyên zin luôn nhá. Xe rất là ít chạy luôn. Đây lốp này, còn đường chỉ đỏ của xe luôn nhá. Còn gai gió rất là nhiều. Đó, anh em nào mình có nhu cầu thì mình liên hệ em nhé. Còn hai em này chạy mới mấy ngàn thôi. Rồi, tiếp tục. SH lớn lên áo Ý nè anh chị. Rồi, con này lên áo Ý mẫu 150 nha anh em. 150. Ồ, máy rất là êm luôn anh chị em. Con này 150, biển số 83 Sóc Trăng. 83 Sóc Trăng nhá. Con này giá gì? Con này thì 48.800, mẫu 150 đỏ đô. Lên áo Ý nhá. Đó. Rất là đẹp nha anh chị các bạn. Đây, áo Ý tiếp tục cái này. Rồi, chiếc này cũng áo Ý luôn. Áo Ý con này mẫu 2013 khóa chìa này. Ở tên này máy êm ru luôn. Máy rất là êm nhé, có hai mẫu này đời 2013 nhưng máy cực kỳ êm luôn. Nó không nghe tiếng luôn anh em. Con này chạy cũng 33.000 rồi. Đó, để anh em mình giá 41.800. Màu đỏ đô nhé, biển số 60 Đồng Nai. Đó, góp thì đưa tầm 10 triệu, 9 đến 10 triệu là mình có thể góp được chiếc này rồi. Rồi, màu trắng luôn. Ồ, chiếc màu trắng này thì rất là đẹp luôn anh chị em. Màu trắng lên áo Ý luôn. Mà máy thì nói anh chị em mình nói là khỏi bàn, khỏi chê luôn nhá. Rất là êm luôn anh chị em ạ. À, nó rất là đầm máy nhá. Màu trắng này. Con này 44.600. 2013-125. Biển số 61C Thuận An. Rồi, ok. Đó là tất cả những mẫu xe bên cửa hàng nha anh chị nha. Mình có quan tâm hoặc thắc mắc cái dòng xe nào chưa hiểu rõ, có thể liên hệ qua số trên màn hình để được chị tư vấn thêm, cũng như là gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị các bạn mình xem nha. Thì chắc có lẽ là mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Dạ, em chào chị. Dạ, xin chào tất cả anh chị em mình nhé. Rồi, và cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.